Đội bắt chó thả rồng của Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức chính thức hoạt động vào ngày 5 tháng 11, 2022. Với mục tiêu kiên quyết dẹp tình trạng chó thả rồng để đảm bảo cảnh quan đô thị, môi trường sạch sẽ và an toàn cho người đi đường trên địa bàn phường. Đến nay, đội đã ra quân được 10 lượt, bắt được 53 trường hợp chó thả rồng không rõ mõm với tổng số tiền phạt hơn 50 triệu đồng. Được biết, hiện nay đội triển khai ra quân từ 1 đến 2 lần một tuần, mỗi lần sẽ có từ 10 đến 12 người đi. Địa điểm ra quân thường sẽ là công viên, khu dân cư có nhiều chó thả rong xuất hiện hay những nơi có người dân phản ánh. Kết quả sau 10 lần ra quân, tình trạng chó thả rong không rõ mõm trên địa bàn phường đã giảm. Tôi bảo người ta nuôi nhưng mà nên rốt vào, rốt cẩn thận chứ đừng để nó ra ngoài nó cắn vào người ta, rồi là mình phải lo cho người ta về cái sức khỏe nữa. Cái sức khỏe là quan trọng nhất. Tôi rất ủng hộ, cái đội bắt chó của phường là rất ủng hộ. Là có cái đội đi như thế này là để cho người dân người ta có cái ý thức và trách nhiệm hơn. Thì mới nhốt nó đằng sau mà mới bị mở cửa lấy đồ và làm nè, cái nó phóng ra kia kịp kia chặn lại. Thì nếu có được cao chuột thì chuột phải. Lại nhốt thì sau đó không có thả. Còn sau lúc kinh nghiệm nhốt lại. Sau khi bắt chó thả rong, đội bắt chó sẽ đánh dấu số thứ tự của chó, ghi chép lại địa điểm bắt. Đây là thao tác quan trọng để chủ của chú chó biết chính xác chó nào của nhà mình mà liên hệ nhận lại. Theo các thành viên trong đội bắt chó thả rong, trong quá trình công tác, đội gặp không ít khó khăn khi người dân phản ứng do chưa hiểu hành vi để chó thả rong không rõ mõm là sai. Hoặc có nhiều trường hợp khóc, mong đội bỏ qua vì sai phạm lần đầu. Tuy nhiên, phường phải xử lý để răn đe nhằm nâng cao ý thức của người dân. Về hoạt động thì chủ yếu là ra quân bắt chó, song song với công tác tuyên truyền, công tác xử lý nhằm nâng cao ý thức người dân trong cái việc mà bắt chó, nuôi chó, quản lý chó mèo theo quy định của nhà nước. Về hoạt động thì chủ yếu là ra quân bắt chó, song song với công tác tuyên truyền, công tác xử lý nhằm nâng cao ý thức người dân trong cái việc mà bắt chó, nuôi chó, quản lý chó mèo. Trong thời gian tới, đội bắt chó thả rong của Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức vẫn tiếp tục hoạt động nhằm dần dần cải thiện ý thức của người dân trong việc nuôi chó trên địa bàn.